vậy? Ngã ba ngã tư mà anh chạy ẩu như vậy đó hả? Tôi đang có chuyện gấp. Gửi cô, cậu lấy sửa xe đi. Anh làm như vậy có ý gì đây? Anh đụng tôi không một câu xin lỗi. Anh tưởng tiền của anh lớn lắm hả? Chính vì mấy người như anh mới xảy ra mấy cái vụ tai nạn đó. Anh đứng đó đi, tôi sẽ điện cho công an tới để giải quyết. Nè, cô tính làm tiền chứ gì? Vô đây đủ chưa? Anh đừng có quá đáng nghe chưa? Cô và cái xe chỉ bị chạy xước sơ sơ thôi. Đừng có tham quá. Tôi không có thời gian tranh cãi với cô đâu. Nè nè nè, anh đứng lại. Cái gì? Anh đừng tưởng là anh có tiền muốn làm gì làm nha. Cô bị điên hả? Rồi sao? Bây giờ anh đụng xe tôi, anh thôi còn... thôi. Cô cậu á, tôi đứng ở đằng đẵng á, tôi thấy hết rồi. Anh á, chạy gấp hay là cái gì cũng vậy, phải nhìn trước nhìn sau. Đúng rồi. Có đâu mà anh chạy như vậy, nguy hiểm lắm luôn á. Anh xin lỗi cô ấy một tiếng đi. Còn cô nữa, cô không có sao rồi thì cô cũng bỏ qua cho người ta đi. Điện cho công an tới rồi có giải quyết gì được đâu. Tôi chỉ cần anh xin lỗi tôi. Tôi không cần mấy đồng tiền của anh đâu. Xin lỗi tôi đi. Xin lỗi đi. Xin lỗi bà cô được chưa? Nè, còn tiền của anh nè. Nè. Thôi. Tiền nè. Thôi thôi. Thôi mà. Cậu ấy đã đền tiền cho cô rồi. Thôi đi. Cậu ấy đã đền cho cô rồi á, thì cô lụm về đi. Về sửa xe rồi coi chân cẳng có sao không. Giờ lụm không? Không lụm tôi lụm à. Trời đất ơi, tiền của người ta mà bà muốn lụm nữa hả? Thôi đi đi bà nội. Vậy thôi, tôi đi à. Lại là con đó. Sao xui vậy? Làm gì mà không nghe máy? Còn đau không chị? Không sao đâu, cũng may là chị nhảy ra kịp á. Thiệt tình chị á. Chị ba, sao mà chị hiền dữ vậy? Gặp phải em á, lẹm tung clip lên mạng cho cái ông đó biết mặt luôn. Ha, trời có chút xíu mà được mấy triệu bạc. Phải chị mà sáng thắm biết hả? Thắm lượn lượn ra ngoài là được tiền rồi. Chị Thắm, chị nói vậy mà cũng nói được hả? Mình cần phải có nghĩa khí nữa chứ gì. Được hết đó con. Bây giờ không có tiền làm cái gì mà sống. Đó, không có tiền cho nên mới ra đây bán phở. Không thôi tự lăn xê mình làm ca sĩ rồi. Ừ, kệ gì đi. Chị ba, còn cái tiền đó chị tính sao vậy? Chị nghĩ nếu như mà trong vòng một tháng không gặp tên đó để chị trả tiền lại thì chị sẽ quyên hết tiền cho từ thiện luôn. Bây giờ chị cứ đi quyên góp liền đi. Cái ông đó giàu có như vậy mà. Em thấy cái ông nội đó nghiệp tụ dữ lắm. Coi như là mình giải nghiệp cho ổng đi. Con nhỏ này. Chào anh. Chào bà cụ. Đúng là trái đất tròn thiệt ha. Alo. Chào bà cô. Anh gọi điện cho tôi có chuyện gì vậy?
Tôi điện để thông báo cho cô là cô được nhận chồng lại. Anh tính giở trò gì đây? Nếu như anh muốn tìm người trêu chọc thì anh tìm người khác đi, tôi không có rảnh đâu. Cô không tự tin vào năng lực của mình à? Không tin mình được chọn hay sao mà lại nói như vậy? Tất nhiên là tôi tự tin vào khả năng của mình nên tôi mới nộp đơn ứng tuyển. Nhưng mà người như anh mà đi tuyển dụng tôi thì không ngoài mục đích nào khác là để trêu chọc tôi. Vậy là cô đánh giá tôi quá kém rồi. Tôi muốn trêu chọc cô thì rất nhiều cách. Không nhất thiết phải mạo hiểm đưa công việc ra để đùa đâu. Sao? Cô có muốn nhận việc không? À, mà tôi nói luôn nha, tôi yêu cầu rất là cao. Cô suy nghĩ kỹ đi. Nếu thấy không có khả năng qua được 2 tháng thử việc thì cứ từ chối để không phải mất mặt. Được, tôi sẽ tới nhận việc. Tôi cũng muốn xem sếp tương lai của mình vì công việc ra sao. Ok, bên nhân sự sẽ liên hệ với cô để trao đổi trực tiếp các vấn đề còn lại. Hy vọng là không phải chia tay với cô quá sớm. Bye cô. Chào anh. Dù sao, đây cũng là cơ hội để mình biết thêm về tập đoàn Thuận Phát. Đây là bàn làm việc của chị. Dạ, cảm ơn chị. Sếp của tôi có vô chưa? Ảnh vô lâu rồi. Ảnh thường vô sớm một tiếng trước giờ làm việc. Hả? Sớm trước một tiếng? Ừ. Ai mới vô mà nghe nói nhiều về ảnh cũng bất ngờ như chị vậy đó. Nghe danh ảnh bay bướm, cặp bồ này nọ, tưởng ảnh ăn chơi như sếp Hải. Nhưng mà thật ra ảnh rất là nghiêm túc, rạch ròi, công tư phân minh lắm. Lại đòi hỏi cao trong công việc nữa. Ảnh đã sa thải mấy người rồi. Mà thôi, chị ráng lên nha. Em đi nha. Dạ, cảm ơn chị. Quá hả? Chào sếp. Vậy bây giờ bắt đầu tôi sẽ làm gì? Cô đã qua phòng làm việc của mình rồi mà. Tôi để sẵn cô không thấy hả? Một đống hồ sơ như vậy luôn hả? Cô tổng hợp tất cả số liệu, đánh giá so sánh từng dự án, sau đó nộp lại cho tôi bản báo cáo chi tiết. Deadline là 9 giờ sáng ngày mai. Ok. Nhưng mà hôm nay chỉ là ngày đầu tiên làm việc thôi. Là nhiều việc như vậy sao? Tôi nhớ rất rõ trong hồ sơ lý lịch của cô nộp cho tôi, cô ghi cô là người của công việc. Bây giờ có làm không?
Tôi biết rồi, tôi sẽ làm. Đúng là vì công việc, nhưng mà sẵn chuyện này làm khó mình chứ gì. Thôi được, không có làm khó bạn Thư này được đâu nha. Sếp có chuyện gì hả? Không kịp thì có thể xin thôi dời ngày mà. Cũng không tới mức mới một ngày mà tôi đuổi cô đâu mà lo. Tôi không phải vì sợ sếp đuổi mà cố gắng làm việc để thể hiện. Tôi chỉ muốn cố hết sức có thể để hoàn thành tốt công việc mà sếp giao. Tôi là người của công việc mà. Tốt, vậy tôi về trước nha. À, nhớ check out đó, nếu không là không được tính ngày công đâu. Cảm ơn sếp đã quan tâm. Làm sớm chị. Chào sếp. Dạ, cái này của anh ạ. File tổng hợp tối hôm qua tôi đã gửi vào email cho sếp. Sếp có vô kiểm tra chưa? Tôi đã đọc lúc cô vừa gửi. Tôi gửi qua lúc 3 giờ sáng. Sếp thấy vậy đọc luôn đó hả? Tối qua tôi về nhà làm việc tiếp. Chắc cô nghĩ tôi đi cô, còn mình thì đi ngủ đúng không? Chị, đi làm sớm vậy chị? Chào em. Chào em. Chị. Chị tới sớm để chuẩn bị trình bày với chủ tịch và hội đồng quản trị về dự án mới. Bên chị đã chuẩn bị xong rồi sao? Nhanh vậy. Chị luôn lấy tốc độ và chất lượng làm tiêu chí. Nghe nói là em cũng có ý tưởng về dự án mới. Đã xong chưa? Em vẫn còn đang hoàn thiện. Chị cũng mong chờ được nghe em trình bày. Chị có nghe mọi người nói là Quân có nhiều ý tưởng rất là táo bạo. Chị rất thích những dự án mang tính cạnh tranh như lần này. Cảm ơn chị. Chị đi trước nha. Dạ, chào chị. Chào chị. Cô Thư. Lên phòng tôi đi. Tôi có chuyện trao đổi với cô. Cô ngồi đi. Tối nay cô chuẩn bị tinh thần tăng ca, có thể là làm nguyên đêm đó. Dạ. Cô có nhận xét gì về những tài liệu hôm qua tôi đưa cho cô? Nếu tôi đoán không lầm, dự án sắp tới của sếp là
cô nuôi theo. Đúng vậy. Kế hoạch của tôi là sẽ triển khai tất cả các địa điểm du lịch nổi tiếng. Địa điểm đầu tiên tôi thử nghiệm đó chính là Đà Lạt. Tuy chưa có nhiều dự án được triển khai tại đây, nhưng mà tôi đánh giá đây là thị trường tiềm năng. Bên sếp Hải và chị Trang, theo tôi biết, dự án của họ nhắm tới là nhà phố thương mại và khu biệt thự ven sông. Và hội đồng quản trị chỉ chọn dự án nào khả thi ít rủi ro nhất. Riêng tôi còn một số công việc với bên đối tác Fuji, cho nên định tuần sau mình sẽ họp và triển khai. Nhưng tôi không ngờ chị Trang chỉ lại quá nhanh, cho nên tôi muốn mình cùng nhau hoàn thành trước sáng ngày mai. Ok, tôi không có vấn đề gì. Vậy thì tốt, cô về làm việc đi. Chào sếp. Cần về chưa con? Gì? Tối nay con phải ở lại làm, không có về được rồi. Chắc sáng con tranh thủ về, tắm rửa thay quần áo rồi trở lại làm việc tiếp. Vậy ở nhà cẩn thận nha. Công ty gì mà bốc lột dữ vậy? Cứ bắt làm đêm hoài à? Nếu mà không ổn á. Thôi mình nghỉ đi con, sức khỏe quan trọng hơn. Dạ, tại dự án lần này gấp quá, con không sao đâu. Đây thực sự là công việc mà con mong muốn. Có áp lực, có cạnh tranh, thì cũng có nhiều cơ hội để thăng tiến mà. Vậy rồi con ăn uống gì chưa? À, hay là để gì kêu xe ôm đưa đồ ăn tới cho con nha. Chắc con lo là không có đi ra ngoài ăn đâu, đúng không? Dì đừng có lo, con có đặt đồ ăn nhanh rồi. Ờ, nhưng mà có gì thì điện cho dì nghe không? Còn nếu mà làm mệt quá thì con cứ xin về nghe. Dạ con biết rồi, dì nhớ khóa cửa cẩn thận nha. Rồi, dì biết rồi. Dạ, chào chị. Ủa, người ta đem đồ ăn tới rồi, sao sếp không kêu tôi xuống lấy cho? Tôi đâu có tới nỗi thiếu ga lăng cho phụ nữ đi. Của cô đây. Cảm ơn sếp. Sếp làm tôi bất ngờ quá. Tự nhiên tốt đột xuất vậy. Tôi thừa biết cô đang nghĩ gì về tôi, nhưng không sao, miễn tôi và cô ăn ý trong công việc là được. Cô gọi điện và báo cho người nhà hả? Có vẻ là con ngoan hơn. Tôi gọi điện báo để người nhà tôi yên tâm thôi. Chắc là người như sếp không bao giờ làm như vậy đâu hả? Cô thông minh ghê á. Sao cô biết? Vì tôi nghĩ người như sếp thì ít khi nào quan tâm đến cảm xúc của người khác lắm. Sếp sẽ để cho người nhà gọi điện thoại cho sếp trước, hỏi là hôm nay sếp có đi về nhà không, đúng chưa? Lần này thì cô sai rồi. Người nhà của tôi chỉ điện cho tôi khi có chuyện cần thôi. Và tôi cũng vậy. Cô có nửa tiếng để ăn đó. Nửa tiếng sau tiếp tục làm việc. Nhưng mà tôi chưa ăn mà. Lo ăn đi. Nè, làm gì cho có nửa tiếng, sao kịp ăn? Làm những cái máy gì đó. Anh ta thật sự là người ra sao vậy? Sao cô căng thẳng quá vậy? Yên tâm đi, tôi đã rút kinh nghiệm rồi. Tôi sẽ chạy nhanh hơn hôm trước khi gặp đèn vàng. Sếp cảm ơn, dừng xe lại đi. Tôi sẽ đi taxi. Tôi vẫn còn yêu đời lắm. Thôi được rồi, tôi sẽ giảm tốc độ lại. Bởi vì tôi còn yêu đời hơn cô nữa. Biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp đang chờ tôi mà. Hôm trước
vì phải gặp đối tác gấp cho nên tôi mới phải chạy ẩu thôi. Nhưng mà sếp không thể nào vì công việc của mình mà coi thường tính mạng của người khác được. Hôm đó chỉ một chút xíu nữa thôi, sếp mà không thắng kịp là đã gây ra tai nạn nghiêm trọng rồi đó. Tôi vẫn xử lý kịp thời. Tôi đã nói chỉ mạo hiểm khi kiểm soát được rủi ro mà. Cô cười gì vậy? Để tôi đoán thử xem, cô đang nghĩ là tôi tự tin thái quá đúng không? Nè, cái này là sếp nói chứ không phải tôi nói nha. Dù tôi cũng giống như sếp, rất là tự tin vào dự án của mình. Nhưng nếu tôi là sếp, tôi sẽ không hùng hồn tuyên bố gây sốc như vừa rồi. Bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra rủi ro. Nhiều khi tự tin thái quá cũng gây ra bất lợi cho mình. Tôi không phải như họ. Tôi biết mình cần gì và đang làm gì. Đây không phải đơn giản là sự lựa chọn dự án của công ty. Ý sếp là sao? Ý tôi là nếu như dự án này được tiến hành, thời gian khá dài so với 2 tháng thực hiện, thì chênh lệch dữ lắm. Có khi cô không có cơ hội để thấy ngày tôi về hưu non đâu. Nên cô không cần phải lo cho tôi như vậy. Nếu cô không thích ngồi xe với tôi, thì cô muốn xuống chỗ nào tôi sẽ dừng cho cô xuống. Ủa, không phải sếp kêu tôi đi ăn để bàn công việc sao? Tôi chỉ giải dây cho cô thôi. Giải dây? Cậu Hải có giải thích cô đó. Sao? Nếu muốn chuyện vị trí thì cứ nói nha. Nè, tôi đến công ty là để làm gì? Vậy thì tốt. Tối nay như cũ. Sếp muốn tôi đột quỵ cho bà làm việc hả? Chị cô không làm được hả? Tôi luôn cố gắng vì công việc, nhưng tôi biết giới hạn như thế nào là đủ. Thật sự tối nay tôi không còn sức để tăng ca nữa. Nếu như sếp muốn đuổi tôi thì cứ việc. Tôi giỡn thôi mà. Tôi không có tính bóc lột nhân viên tới như vậy đâu. Thời gian tăng ca tối qua, tôi sẽ nói với bên nhân sự tính cho cô 2 ngày phép. Cô muốn sử dụng ra sao là tùy cô. Còn bây giờ, tôi mời cô dùng bữa cơm trưa. Tại vì cảm ơn sự hỗ trợ của cô trong dự án lần này. Ok chứ? Ok. Sếp mời thì sao tôi phải từ chối chứ? Đó là quyết định cuối cùng của chủ tịch. Thật ra ngoài cô Thư mới vào, những người có mặt tại buổi họp ai cũng ngầm hiểu về mặt lựa chọn dự án lần này như là một bước đệm để biết định hướng của chủ tịch về người thừa kế sau này sau khi chủ tịch về hưu. Chú cũng biết tuyên bố của con không phải là quyết định nóng vội gây sốc, đúng không? Đúng là không ai hiểu con bằng chú. Con biết nếu như mình tuyên bố như vậy, cậu Hải và chú Toàn sẽ thay đổi. Bỏ phiếu chọn con, nhưng đó cũng là cách để loại con. Ngoại không thích nhất những người không giữ vững lập trường và quá an phận. Con muốn ngoại thấy rõ được sự đối lập giữa con và cậu Hải. Con cứ nghĩ là mình rất hiểu được ngoại, thì ra con đã đoán sai rồi. Có lẽ chủ tịch vẫn còn cố chấp, chưa chịu từ bỏ Hải. Thật ra nếu cậu Hải bị out khỏi công ty, thì dù cho chị Trang có giỏi cỡ nào, dự án có thành công ra sao cũng vô ích. Chú làm với Hải lâu hơn con, nên chú còn muốn Hải ao hơn cả con nữa. Nhưng mà vì những cách làm đó đều ảnh hưởng tới các dự án của tập đoàn, cho nên chú mới không ra tay. Vẫn chưa có quyết định cuối cùng, con đừng có nóng lòng mà hành động nông nổi. Con phải cố gắng hết mình. Ngay cả cô Trang cũng đã bắt đầu thay đổi suy nghĩ về con và đã đánh giá cao về con trước mặt chủ tịch đó. Con tưởng là chị phải mong loại con lắm chứ. Chị đang làm việc cho cậu Hải mà. Cô Trang là người thông minh, tất nhiên cổ biết đâu là lợi ích lâu dài. Chú tin là chủ tịch cũng sẽ sáng suốt như vậy. Dạ, con biết rồi. Chú yên tâm đi, con sẽ cố gắng ở những dự án sau. Ừ, tốt lắm. Thôi chú về phòng đi. Dạ. Mình biết dự án của mình vượt trội hơn của cậu Hải. Vậy tại sao ngoại vẫn chọn dự án của cậu Hải? Tại sao vậy?
Sếp. Tôi đã điều chỉnh xong hợp đồng mới. Sếp xem lại. Sếp à, sếp đang bị gì vậy? Tôi không sao. Cô rót cho tôi ly nước nha. Cảm ơn cô. Sẵn đây tôi báo cho cô một tin không mấy vui. Chủ tịch đã quyết định chọn dự án bên sếp Hải rồi. Dạ. Nhưng mà cô cũng đừng quá thất vọng. Tôi nghĩ biết đâu thời gian sắp tới nó sẽ được triển khai. Nhưng tôi thấy sếp rất là quyết tâm và kỳ vọng vào dự án này. Tôi cứ tưởng sếp sẽ tức giận lắm khi nhận được tin này chứ. Tôi đã từng có một nỗi thất vọng lớn. Cho nên từ đó về sau, những sự thất vọng chỉ là động lực để tôi quyết tâm nỗ lực hơn thôi. Dạ. Cũng trễ rồi, tôi đang đây, cô chuẩn bị đi chưa? Tôi còn chút công việc, sếp cứ đi trước đi. Vậy tôi đi nghe. Tôi đã từng có một nỗi thất vọng lớn. Cho nên từ đó về sau, những sự thất vọng chỉ là động lực để tôi quyết tâm nỗ lực hơn thôi. Ủa, sếp? Sao con không qua đây ngồi chung luôn? Dạ, khỏi sếp. Tôi ngồi ở đây thoải mái hơn. Tôi tưởng là sếp không ăn mấy quán bình dân này chứ. Quán này gần công ty. Khi nào xuyên tôi mới đi ra ngoài ăn thôi. Tôi tưởng người như cô phải chuẩn bị bữa cơm trưa đem theo chứ. Ý sếp nói tôi là người khó tính khó chịu. Không có ăn cơm ở ngoài được chứ gì. Không ngờ mình lại hợp nhau đến như vậy hả? Cô có bạn trai chưa? Chuyện đó không có liên quan gì đến công việc. Lại càng không liên quan gì đến bữa ăn này. Sếp còn muốn biết nữa hả? Tôi cũng nghe sếp có rất là nhiều bạn gái. Cô đang nghĩ là tôi thả thính cô đó hả? Cho tới hiện tại bây giờ, cô là cộng sự ăn ý nhất của tôi. Tôi cũng biết tuổi của cô không còn nhỏ nữa. Nếu như cô kết hôn rồi sinh con thì cũng sẽ ảnh hưởng tới công việc. Vì sắp tới sẽ có những dự án dài hạn được triển khai. Vậy sao sếp không tìm mấy trợ lý nam đi? Để khỏi phải mất mấy cái giai đoạn mà sếp nói. Phụ nữ nếu có lập gia đình sinh con vẫn có thể làm việc, thậm chí còn tốt hơn cả nam giới nữa đó. Thật ra tôi đã có câu trả lời rồi. Chắc mình sẽ còn hợp tác khá lâu thì cô mới tới giai đoạn đó. Ý sếp nói là tôi ế thêm vài năm nữa đó hả? Tôi đã nói là mình quá hiểu nhau mà. Thiệt tình, ăn có bữa cơm cũng không ngon nữa.
Thư. Dạ. Qua phòng tôi có chút chuyện nha. Dạ. Cô ngồi đi. Có chuyện gì nghiêm trọng không sếp? Sắp tới chắc bên mình phải nhận thêm phần việc của bên sếp Hải và sếp Toàn. Tại sao vậy sếp? Bên mình cũng khá nhiều dự án mà. Đúng là như vậy. Nhưng mà do sếp Toàn chính thức thôi việc kể từ ngày hôm nay, còn sếp Hải thì bị đình chỉ công tác. Sắp tới sẽ có một email thông báo cho toàn thể nhân viên công ty. Dạ. Cô về làm việc đi. Dạ sếp. Ông Toàn đã cạn tình, ép anh tự viết đơn thôi việc. Anh còn trung thành với họ làm gì nữa? Tôi biết là anh muốn hạ gục ông Hải và ông Toàn nếu tôi công khai với hội đồng quản trị về việc rút ruột dự án An Lạc lần này. Thì người có lợi chỉ một mình anh, còn tôi cũng liên quan trong đó. Sau này còn ai dám tin tưởng tôi? Coi như tôi bị triệt đường sống chứ gì nữa. Thấy số tiền trước mắt mà ảnh hưởng tới tương lai của tôi sau này. Tôi đâu có ngu như vậy. Thôi được, tôi sẽ có cách hay hơn. Thay vì để hơn một chục năm sau mới xảy ra sự cố, ngay bây giờ mình hãy để nó xảy ra luôn đi. Anh sắp xếp cho tôi một người thuê căn hộ, sau đó kêu họ dùng ngoại lực tác động tạo vết nứt, gây sức ép cho công ty. Tôi tin hai ông già đó không thoát được lần này đâu. Xong việc, anh vừa có tiền, vừa không bị ảnh hưởng gì tới công ty. Thôi được, ok. Hợp tác vui vẻ. Anh đúng là không đơn giản chút nào. Alo, tôi nghe đây. Anh làm tốt lắm. Tôi sẽ chuyển khoản số tiền còn lại cho anh. Ok, cảm ơn anh. Quá thì nói lại với sếp với công ty để họ thêm người phụ mình. Con đừng có ôm hết như vậy. Tại có chút trục trặc nên con với sếp phải ở lại để tranh thủ hoàn thành. Ngày mai con đã xin nghỉ phép nguyên ngày rồi. Sáng về con ngủ bù. Dì đừng có lo. Thôi được rồi, mệt quá thì cứ về nghỉ, nghe chưa? Dạ. Thôi dì cúp nghe. Dì. Dì nhớ khóa cửa cẩn thận nha. Ừ. Dạ, con chào dì. Lại điện về nhà hả? Tôi gọi điện để báo cho dì tôi biết, để dì khỏi lo. Dì? Dì giúp việc hả? Tôi tưởng là cô gọi điện cho mẹ cô chứ. Không, dì là vợ sau của ba tôi. Thì ra là vậy. Bây giờ cũng còn sớm. Hay là tôi với cô đi kiếm gì ăn, rồi về làm tiếp nghe. Hôm nay tôi nghe thức ăn nhanh quá. Với lại sẵn tôi mời cô, để cảm ơn cô về hủ chanh mật ong. Ok. Cũng được. Alo. Tụi em đang trên đường đi Đà Lạt. Mà con Tú á, nó còn giận anh nhiều lắm á. Vậy hả? Trời, anh Kiệt, bạn gái anh giận mà sao anh nói vậy hả? Nghe tỉnh bơ vậy. Nếu mà bây giờ anh mà chạy lên đây với nó thì quả mai nó còn suy nghĩ lại và sẽ tha lỗi cho anh. Anh đang bận rồi. Thôi, mọi người đi chơi vui vẻ nha. Bye. Dám làm lơ tao như vậy hả? Thôi, mày bỏ cho xong. Mày á thì thiếu gì vệ tinh xung quanh. Bỏ sao được mà bỏ. Nhưng mà người này khác với mấy người kia, mày biết chưa? À, coi bộ có người biết yêu thiệt rồi đó nha. Ông Kiệt hả? Không, ba tao. Ba tao cũng đang ở trên Đà Lạt á. Lên đó để đi dự đám tang của một người bạn cũ. Dạ, con nghe nè ba. Thì con đang lái xe đi lên trên Đà Lạt nè. Chắc mấy tiếng nữa mới tới.
cảm ơn sếp về bữa tối hôm nay nha. Có gì đâu, món ăn hợp khẩu vị của cô chứ. Ngon lắm. Món ăn rất là phong phú, không gian lại ấm cúng. Coi như nhờ sếp mà tôi phát hiện ra một địa điểm tốt. Mai mốt tôi sẽ dẫn gia đình tới, chắc là mọi người sẽ thích lắm. Gia đình của cô có vẻ rất là hạnh phúc ha. Tất nhiên rồi, ba tôi thì mất sớm, mẹ tôi thì vì hoàn cảnh phải bỏ đi xa. Tuy là anh em tôi thiếu thốn tình cảm của ba mẹ, nhưng mà nhờ có dì, dì luôn thương yêu và che chở cho anh em tụi tôi. Vậy hả? Tôi tưởng mẹ ghẻ con chồng sẽ khó hòa hợp chứ. Hồi nhỏ anh em tụi tôi cũng không thích dì đâu, nhưng mà dần dần tụi tôi cảm nhận được sự yêu thương của dì dành cho mình. Năm xưa dì với ba tôi mới chỉ đăng ký kết hôn thôi, mà chưa kịp làm đám cưới thì ba tôi qua đời. Nếu mà người khác thì họ đã bỏ mặc anh em tụi tôi rồi, nhưng mà 20 năm qua, nếu như không có gì lo cho anh em tụi tôi ăn học, không biết bây giờ tụi tôi ra sao nữa. Còn sếp thì sao? Tôi thấy sếp cứ làm việc suốt, chắc là không có thời gian dành cho gia đình đâu ha. Gia đình của tôi thì chỉ có ông ngoại thôi, mà ông ngoại tôi chỉ thích tôi tập trung vô cho công việc. Vậy còn ba mẹ của sếp đâu? 20 năm trước mẹ tôi mất rồi, ba tôi thì bỏ đi, cho nên tôi về sống với ông ngoại cho tới bây giờ. Thì ra là vậy. Hèn chi tôi thấy chủ tịch rất là thương sếp. Nếu không thì đã không... Nếu không thì đã không cho tôi làm phó tổng khi còn trẻ chứ gì. Cô không dám nói sợ tôi tự ái hả? Thực ra tôi biết sếp là người có năng lực, nhưng mà vị trí đó đối với độ tuổi một người như sếp, đó là sự ưu ái đúng không? Cũng chưa chắc là sự ưu ái đâu. Sao sếp lại nói vậy? Vì từ nhỏ ngoại đã rất nghiêm khắc với tôi. Tôi luôn được ngoại đặt vào danh đích, phải tiến về phía trước, không được lùi. Chức vụ càng cao thì trách nhiệm càng nặng mà. Tôi cũng không muốn làm cho ngoại phải thất vọng về tôi đâu. Thường những người giống như chủ tịch chắc chắn sẽ đòi hỏi con cháu cao như vậy. Thực ra sếp cũng không sung sướng giống như người ngoài nghĩ ha. Cô ngồi trên xe đi. Anh là ai? Sao anh chặn xe tôi? Để dạy dỗ mày chứ chi. Anh nói cái gì? Nè, đứng lại làm gì vậy? Sếp quân. Mày biết rõ trận đòn này từ đâu ra đúng không? Sếp có sao không vậy? Sếp có sao không vậy? Tôi không sao. Cô có sao không? Tôi không sao đâu. Lên xe đi. Làm sao không? Để tôi đưa cô đi bác sĩ. Tay tôi đau quá. Chắc là ngày mai tôi sẽ nghỉ. Chứ đang bị nội thương như vậy, tới công ty mà không tập trung làm việc thì mất phong độ, hình tượng đẹp trai với mấy em nhân viên lắm. Vậy mà sếp còn giỡn được nữa hả? Tại vì tôi thấy cô căng thẳng quá. Mai mốt gặp trường hợp như vậy, cô cứ ở yên trong xe thì sẽ an toàn hơn. Tôi thấy sếp bị đánh, tôi hoảng quá, còn nghĩ được gì đâu. Chắc sợ tôi bị đánh thương tích nặng, phải nằm bệnh viện dài hạn. Cô phải gánh hết việc của tôi chứ gì. Thì tất nhiên rồi. Ngày mai cô cứ ở nhà làm đi.
Có gì tôi với cô anh lại trao đổi. Ok sếp. Hồi nãy tôi nghe tụi nó nói, chắc sếp biết. Ai đánh sếp hả? Tôi thấy tụi nó hung hăng lắm đó. Hay là sếp báo công an đi. Chắc là ông chú đại gia hôm trước, ông tưởng tôi giành bội với ổng cho nên ông đánh vào mặt tôi. Chắc vậy là xong thôi, không có lần sau nữa đâu. Bây giờ mà làm lớn chuyện thì thêm rắc rối thôi chứ được gì. Trời đất ơi, tôi tưởng là sếp có kẻ thù nào ghê lắm, lo lắng cho sếp. Thì ra là vì lăng nhăng giành bộ của người ta cho nên bị đánh. Sao tự nhiên cô trở mặt nhanh vậy? Tại tôi thấy tự nhiên mình bị đánh oan uổng quá thôi. Không phải là tôi lăng nhăng, mà là ổng với cô bồ nhí của ổng xảy ra xung đột. Tôi chỉ ga lăng giúp đỡ phụ nữ thôi, cho nên ổng mới hiểu lầm. Bộ cô tưởng tôi háo sắc, gặp gái đẹp nào cũng thấy thích sao? Sếp có háo sắc cũng không liên quan gì tới tôi. Chỉ mong là lần sau đừng có liên lụy gì tới tôi là được rồi. Phiền lắm. Ok, tôi sẽ rút kinh nghiệm. Mấy lần sau khi mà bị đánh, tôi sẽ chạy ra xa cô một chút, để cô khỏi bị dính đòn quan. Cô có cần làm tôi mất hứng như vậy không? Tôi định mở cửa xe cho cô mà. Sao tự nhiên hôm nay lại ga lăng với tôi quá vậy? Không phải tay cô bị đau sao? Nên tôi muốn chuộc lỗi thôi. Chuộc lỗi mà chỉ như vậy thì có vẻ cũng không thành ý lắm đâu. Chị có muốn cái gì thì cứ nói. Tôi không bao giờ từ chối bất cứ yêu cầu nào từ một cộng sự xuất sắc như cô đâu. Ok, khi nào mà tôi suy nghĩ xong rồi thì tôi sẽ báo cho sếp biết. Ủa, Thư, dì tưởng con ở lại công ty làm nguyên đêm chứ. Dạ, tối nay con được về nghỉ. Đây là gì mà cô nói với tôi đó hả? Dạ, chào dì. Dì, đây là anh Quân, sếp của con. Chào cậu. Ủa, tại con sao vậy, Thư? Dạ, hồi nãy con với lại sếp đi ăn rồi bị người ta đánh. Trời đất, mà ai đánh con? Rồi con có sao không? Dạ, tại tôi có xích mích với một người, cho nên họ cho người đánh tôi để dằn mặt thôi. Đồng ý, cậu là sếp của con Thư, nhưng con tôi là con gái, sao cậu lại để nó bị liên lụy như vậy? Tôi... Dì ơi, lỗi này không phải là của ảnh đâu. Lúc đó con ở trong xe, thấy ảnh bị đánh nên con mới chạy ra can, rồi bị đánh trúng thôi, chứ không phải họ muốn đánh con đâu. Tôi xin lỗi dì, tôi sẽ không để chuyện này xảy ra lần nữa đâu. Tôi quên nữa. Thôi, mời cậu vô nhà uống miếng nước nha. Dạ thôi, cũng trễ rồi, tôi xin phép về trước. Tôi về nha. Dạ, chào sếp. Dạ, chào dì. Dì ơi. Dì. Sao dì đứng ngẩn ra vậy? Thì ra đây là cái cậu sếp mà con hay nói đó hả? Dạ. Có lần con nói cậu đó là cháu của ông chủ tịch của con hả? Cháu nuôi hay là làm sao? Dạ, là cháu ngoại của chủ tịch. Cháu ngoại. Dì, chị có chuyện gì không? Không, con ăn uống gì chưa? Để dì vô dọn cơm cho con ăn nghe. Hồi nãy con với ảnh đi ăn xong rồi giờ mới gặp chuyện nè. Vậy thôi con vô tắm rửa nghỉ ngơi đi, rồi một lát nữa dì bôi thuốc cho con. Hồi nãy con có đi bác sĩ nói là không sao rồi. Con tắm rửa rồi nghỉ ngơi xíu là hết. Thôi vô đi con. Dạ. Mày làm sao vậy?
đang thay đổi phải không? Không, tao không thay đổi, tao quyết không thay đổi. Mày nên nhớ, mày đã thề phải làm gì rồi, đúng không? Đúng, tao đã thề phải làm cho họ chịu đau khổ so với những gì họ đã gây ra cho tao. Không có gì làm tao phải chục bước, không ai ngăn cản được tao, cho dù đó là ai. Vậy thì tao yên tâm. Nhưng mà cái gì nữa? Không có gì. Tao đang cần một không gian riêng. Mày biến đi, biến cho khuất mắt tao. Ok. Đồng ý, cậu là sếp của con Hương. Nhưng con tôi là con gái, sao cậu lại để nó bị liên lụy như vậy? Nghe nè Lý, anh với mẹ anh đang trên đường đi nè. Dạ. Tú sao rồi? Dạ, phẫu thuật xong rồi, nhưng mà bác sĩ nói có nguy cơ sống thực vật suốt đời. Cái gì? Sao lại như vậy? Em cũng không ngờ nữa. Để em nhắn tin địa chỉ bệnh viện và số phòng cho anh. Cảm ơn em. Dạ. Nhắn liền giùm anh nhé. Dạ. Cảm ơn em. Sao con? Con Tú nói sao con? Lý nói Tú có khả năng sống thực vật suốt đời đó mẹ. Trời đất ơi, sống thực vật hả? Thiệt tình không ngờ ra nông nổi như vậy. Nè con, bây giờ mẹ tính vậy nè, mình ra thăm con Tú một lần cho trọn tình nghĩa. Ai có hỏi, con nói rằng con với nó chia tay từ tối hôm qua rồi nha con. Như vậy sau này con có bỏ nó thì không ai nói gì con được hết á. Mà phải chi nó tàn tật, con cưới nó cũng được, không ảnh hưởng gì. Chứ bây giờ nó nằm sống thực vật như vậy thì làm sao mà cưới hỏi được nữa hả con? Mẹ, giờ này mẹ còn nghĩ tới mấy chuyện này nữa hả? Trời ơi, mẹ biết con đang rối mà. Mẹ đang tính đường lui vẹn toàn cho con thôi. Mẹ đang lo cho con mà. Không thì mẹ đi theo con làm gì chứ?
À đúng rồi, quên nữa, mày gọi điện báo cho cô Phương nó biết. Dạ. Phương à con. Mẹ hả? Dạ, con nghe nè mẹ. Con về nhà chưa? Dạ, con về tới nhà rồi. Mà mẹ đi đâu vậy mẹ? Chị Tú bị tai nạn giao thông. Mẹ với anh hai đang bắt taxi lên Đà Lạt đi. Hả? Con ở nhà khóa cửa cẩn thận đi ngủ đi. Để mẹ coi tình hình chị Tú sao, có gì ngày mai mẹ về sớm. Dạ, con biết rồi mẹ. Mẹ với anh hai đi, nhớ cẩn thận đó nha. Mẹ biết rồi mà. Vậy thôi nha con. Dạ. Chắc bà bị nặng lắm, cho nên mẹ với anh hai mới đi gấp vậy chứ. Dù bà thấy ghét thiệt, nhưng mà cũng cầu trời cho bà không có sao. Bây giờ tính sao với cái ông này đây ta? Dù cho ông này có lần cứu mình, nhưng mà mình đang ở nhà một mình, đâu có chắc là nửa đêm ông có dám làm gì mình không? Tốt nhất là mình phải phòng thủ trước. Sao mà lại có cảm giác thân thiết khi nhìn cậu Quân đó? Suy nghĩ quá nhiều. Người ta là cháu của một tập đoàn lớn, đâu phải là người không rõ lai lịch đâu. Tú sao rồi? Nó đang nằm ở trọng. Bác sĩ không có cho vô. Bây giờ nó dậy rồi tính sao? Con biết không, trên đường đi thằng Kiệt nó nói với bác, dù con Tú có ra sao thì nó cũng chăm sóc cho con Tú. Nó thật lòng thương con Tú, chứ không phải là giả tạo giống như ba con Tú nghĩ đâu con. Mẹ nghe chuyện con Tú mà mẹ đau lòng quá à Kiệt. Mà con phải phấn chấn lên để lo chăm sóc cho con Tú nghe không con? Biết đâu sẽ có phép màu xảy ra thì sao? Đúng rồi đó anh. Dù Tú có như thế nào anh cũng sẽ chăm sóc cho cổ. Anh thật lòng yêu cổ mà. Thiệt ra người nằm ở trong đó không phải là con Tú. Hả? Nè con, vậy là sao con? Con với con Tú á, đúng là xém bị tai nạn thiệt. Nhưng mà con Tú á, nó thắng xe lại kịp, cho nên á, con với nó không bị gì. Còn bệnh nhân đang nằm ở trọng á, là đang được bệnh viện điều trị. Ồ, vậy đó hả? Dạ. Nè, sao tụi em gạt anh vậy? Em có gạt anh đâu. Tại vì á, ba của em muốn coi coi anh có thực lòng với em không. Con chào chú. Dạ, con chào chú. Anh Quý nè, thằng Kiệt nó thương con Tú thật lòng mà, anh bày ra cái trò này chi vậy? Trời ơi, là mẹ con tôi lo lắng, đau buồn suốt chặng đường lên đây đó anh. À, tôi xin lỗi hai người, vì thật sự tôi muốn thử lần cuối trước khi cho hai đứa cưới nhau, để tôi được yên tâm thôi chị. Nếu chú vẫn chưa tin tưởng con thì con với Tú cũng không cần phải cưới sớm đâu. Nhưng mà em có thai rồi, không cưới sớm sao được. Em có thai hả? Trời ơi, có thai hả con? Hồi nào vậy? Sao con không nói cho bác biết hả? Thì hồi nãy lúc mà Thắng gấp xe thì con bị đau bụng, con nhờ bác sĩ kiểm tra thì bác sĩ nói con có thai được 3 tuần rồi. Đúng lúc ba con tới đây biết chuyện, cho nên ba con mới đòi thử anh Kiệt nè.
Như vậy thì tốt quá rồi. Thật sự bác mừng lắm luôn đó. Anh yên tâm đi, thằng Kiệt á, nó sẽ chăm sóc thật là tốt cho mẹ con Tú mà. Bây giờ chú đã yên tâm giao Tú cho con rồi. Sao? Anh có chịu cưới em không? Nếu không á, thì em sẽ nuôi con một mình. Tất nhiên là anh chịu rồi, bà xã. Cho tôi hỏi cô Tú bị tai nạn nằm ở phòng nào? Cô Tú nào? Chỉ có một người bị tai nạn tên là Mỹ. May quá, mình biết trước để đối phó. Không thôi thì không biết phải làm sao. Mà con còn tưởng thiệt nữa chứ. Con còn cầu cho bả đừng có bị cái gì. Mẹ, vậy là bả với anh hai cưới nhau thiệt á hả? Ừ, thì đó, mẹ sẽ về đi coi ngày liền nè. Cưới càng nhanh càng tốt, chứ để cái bụng lộ ra kỳ lắm. Con á, giờ có thêm đứa cháu. Vì anh hai, vì cháu, phải nhịn biết chưa? Con biết rồi mẹ. Mẹ, bây giờ con đang có công chuyện gấp. Con sẽ gọi lại cho mẹ sau nha. Thôi nha con. Thả tôi ra. Đồng bọn cô đâu? Mấy người bắt tôi vì mục đích gì hả? Trời, anh nói đi nói khủng gì vậy? Nè, bọn anh tưởng tôi là giang hồ bắt cóc anh thiệt hả? Ai kêu hồi tối hôm qua xịn quá trời quá đất làm chi? Tôi đâu biết nhà anh ở đâu đâu. Thành ra hết cách rồi, tôi mới đem anh về nhà tôi ngủ tạm. Tôi tính hả, là cho anh ngủ nhờ với anh hai tôi kìa. Nhưng mà tôi đâu có biết đâu, là anh hai tôi có công chuyện cho nên nhà tôi đi hết trơn rồi. Ở nhà có mình tôi à. Ê, làm gì bò ra đây vậy? À, tính tìm cách đào tẩu trốn thoát chứ gì. Không có dễ dàng mà thoát được tôi đâu. Tôi nói cho anh biết nha, cục tay, cục chân rồi dán miệng như vậy á, còn lâu mới thoát được á. Nè, tưởng bị bắt cóc thiệt hả? Trời ơi, tội nghiệp quá. Chắc là sợ lắm phải không? Tội nghiệp quá. Hả? Cô nói nhiều thiệt luôn đó. Bây giờ tháo băng keo giùm tôi cái đi. Rồi muốn nói gì cũng được. Thì từ từ người ta tháo. Thì phải giải thích rõ ràng cho biết lý do tại sao bị bắt chứ. Làm gì dữ vậy? Cái mũi nó nằm ở đâu vậy ta? Khó lấy vậy? Cái kéo cắt cho nó lẹ. Ha. Trời ơi, nãy giờ không nói sớm. Anh thông minh thiệt á. Đợi tôi chút nha. Thần kinh thiệt chứ. Nè, đây, có kéo rồi, để chút nha. Cắt lẹ đi. Nè, tại vì tôi nể tình đó hả? Lần trước anh cứu tôi, cho nên tôi mới đưa anh về đây để cứu anh đó. Còn mày đặt nói nữa. Biết anh mà lèm bèm kiểu này á, cho anh nằm ngoài đường trúng gió từ tối hôm qua luôn cho rồi. Chứ không có thèm cứu đâu. Cắt lẹ đi. Thì cắt nè. Nói hoài không chịu cắt. Giờ cắt nè. Anh lái gì vậy? Hả? Không có băng keo mà cắt cái chân tôi. Không có nha, mới cắt được có một cọng lông à. Còn nói nữa hả? Bây giờ anh có im không? Anh mà không im á là tôi cắt thiệt á. Từ đó, cẩn thận đó. Biết rồi. Trời á. Cái tay nữa.
Từ từ nha, để trúng rồi la nữa. Các mẹ đi. Khó quá vậy. Từ từ. Xong chưa? Ây dạ. À, à, đang làm gì vậy? Chắc là sợ lắm đúng không? Tội nghiệp ghê vậy. Anh dám chọc ghẹo tôi hả? Ây da. Anh dám chọc tôi hả? Thì cô cũng mới chọc tôi đó. Thì tại vì tôi sợ. Mất công nữa đem anh sai xỉn vô đành làm bậy bạ gì tôi ai biết được. Nếu như tôi biến thái như cô nghĩ thì cái bữa ở Vũng Tàu, ở trên xe tôi đã xử cô rồi. Thì tôi đâu có biết đâu. Mới gặp nhau có một lần à. Làm sao mà biết được. Anh xỉn vô, anh làm bậy bạ gì tôi. Tôi phải bảo vệ tôi trước chứ. Tôi phải rút kinh nghiệm nha. Lần sau hả, tôi mà bắt cóc được anh á, tôi phải đem anh ra trước cửa nhà rồi tôi mới tháo băng keo cho anh. Nếu không hả, mà anh biến thái giống như hồi nãy là chết tôi luôn. Còn lần sau nữa hả? Cô đúng là vừa rảnh mà vừa xàm. Trong bóp tôi có chứng minh, có địa chỉ. Kêu taxi đưa tôi về là được. Trời, ai mà không biết. Anh làm như tôi khờ lắm vậy đó. Quan trọng á là cái bóp và điện thoại của anh đã bị người ta cướp mất tiêu rồi. Khỏi kiếm nữa, tôi đã thấy tụi nó đem đi từ lâu rồi kìa. Lúc mà anh nằm một đống trước cửa quán đó. Tôi bị cướp thiệt hả? Ừ. Ê nè, anh đi đâu vậy? Hả? Tôi lên ở đâu? Ở dưới nhà. Hết thùng bánh dế à? Đi tôi lấy thôi mà. Cậu mới về. Chị có 200 không? Cho con mượn 200 đi. Dạ. Đây cậu. Cảm ơn anh. Vô trong đi, con nói chuyện riêng với bạn con một chút. Dạ. Ông muốn gì? Tối đêm qua cậu bị cướp. Ba của cậu đã lấy lại từ tụi cướp cho cậu. Cậu lì quá cho nên ông mới đánh cậu. Chứ thật sự ra ông rất là quan tâm cậu. Có người theo dõi tôi hả? Sao? Bây giờ có muốn nhận lại ba cậu không? Thank you.
xin lỗi, tôi mệt quá cho nên tôi ngủ quên từ sáng tới giờ. Bây giờ cô đang ở đâu vậy? Tôi đang ở nhà làm việc thôi. Ok, vậy đợi tôi xíu nha. Ok sếp. Chào con trai. Con nhớ ba không? Con bị khùng điên gì vậy? Thanh tra coi. Lúc trước con bị điên, bây giờ tỉnh lại rồi. Con mất trí thiệt hay là giả vờ đây? Tôi không biết ông đang nói gì hết. Thật kinh. Chị Diệu. Em xin lỗi chị nha, mai mốt em không bỏ chị đi nữa đâu. Được rồi, em làm việc đi. Dạ. Cho tôi một tô phở. Một tô phở? Một tô phở. Cậu ngồi đi. Cảm ơn. Phở Vinh Phong. Xin mời. Cảm ơn. Đũa muỗng. Cảm ơn. Cho chanh vô. Vô đây nè. Ăn cái này được không? A bit, chút xíu. Trời ơi. Sao tự nhiên sếp tới nhà tôi vậy? Tới thăm cô không được sao? Cảm ơn sếp. Sao tự nhiên tốt với tôi vậy? Có chút trái cây tặng cô để xin lỗi. Tối hôm qua cô với tôi mới bị đánh. Tặng cô. Cảm ơn sếp. Mời sếp vô nhà. Mời sếp ngồi. Dì của cô đâu rồi? Dì của tôi ở ngoài quán phở. Tôi thấy từ sáng tới giờ có nhiều cuộc gọi nhỡ của cô. Tôi không ngờ cô lại lo lắng cho tôi đến như vậy. Dì tôi đang cần sếp online để bàn công việc thôi. Vậy mà làm tôi mừng hụt. Tôi cứ tưởng là cô lo cho tôi chứ. Sếp có một đống bạn gái lo cho sếp, cần gì tôi nữa. Mà sếp uống nước. Tôi đang độc thân vui vẻ. Cô không thấy khối lượng công việc hiện tại của tôi hay sao? Làm sao có thời gian để hẹn hò với ai được chứ? Với lại tôi đã tìm được người mà mấy lâu nay tôi muốn tìm. Sếp định chọc tôi hả? Tôi nghe nói là sếp không bao giờ tán tỉnh nhân viên trong công ty mà. Đúng là anh đề ra cho mình nguyên tắc đó. Vì anh không muốn ảnh hưởng tới công việc. Nhưng từ khi gặp em, một người thấu hiểu quan tâm tới anh,
thì mọi chuyện đã thay đổi. Anh cũng không kiểm soát được tình cảm của mình. Những mối tình trước đây của anh cứ tới rồi đi, không động lại được gì. Thật ra tối hôm qua lúc em bị đánh, anh rất lo lắng cho em. Anh đã nhận ra mình đã yêu em từ lúc nào không biết. Anh nói cái gì vậy? Anh biết là em cũng thích anh mà đúng không? Nè, anh đừng có đùa giỡn với tôi nữa. Tôi không có thời gian đâu đó nha. Là em đùa giỡn với anh đó. Nếu không thích anh, sao lại quan tâm lo lắng cho anh? Hay là tại anh chưa tạo được sự tin tưởng cho em? Anh đừng có nói tao là hoài nữa. Coi chừng công việc của tôi không có kịp deadline bây giờ đó. Trước đây anh từng trăng qua, em không tin tưởng anh thì cũng đúng thôi. Nhưng anh sẽ chứng minh cho em thấy anh yêu em thật lòng. Anh làm cái gì vậy? Nè, anh mà làm quá nữa tôi không khách sáo với anh đâu nha. Em nghĩ anh tính làm gì? Không phải em nói cần trao đổi sao? Vậy bây giờ làm việc đúng không? Tôi vừa lấy laptop đây. Can I take a picture? Hả? Cái gì? Take a picture. À, chụp hình. Yes, take a picture with her. Chụp tôi hả? Yes. Bring a great bowl. Picture. Okay, good. Để như vậy đúng không? À, đúng rồi, đúng rồi. Chờ chút. Đổi tô mới. À, đúng rồi đó. À, vậy mới đúng. Cái tô này á đẹp hơn. Yeah. Smile. Yes, yeah, smile. Tôi nghe nè, có chuyện gì vậy? Con Tú nó có thai, tôi đã đi coi ngày rồi. Tối nay tới nhà ông Quý bàn chuyện đám cưới, bà có đi không? Nếu được thì bà cùng tôi với thằng Kiều qua đó nha. Tôi tưởng là bà không thích tôi đi cùng chứ. Dù sao bà cũng là người nuôi nó 20 năm nay. Chuyện cưới hỏi của nó, tôi nghĩ cũng nên có mặt bà. Ông Quý muốn nó ở rể nhưng thằng Kiều không chịu. Tôi khuyên mà nó không có nghe. Nó nói bạn bè của nó không ai ở rể hết trơn á. Thôi được rồi, tôi hiểu dụng ý của bà. Bà không muốn làm mất lòng ông Quý, cho nên muốn tôi tới nói chuyện với ổng đúng không? Tính ra bà cũng đâu phải là ngây thơ lắm đâu. Chỉ có tụi nhỏ với em tôi, nó nghĩ bà là người hiền lành thôi. Tôi không muốn tranh cãi với bà. Tôi cũng mong thằng Kiệt đám cưới suôn sẻ. Vậy tối nay mấy giờ? 7 giờ. Thằng Kiệt sẽ qua đón bà. Tôi biết rồi. Chị khỏe không gì? Chắc là không khỏe đâu ha. Thấy ngồi bán ế quá trời, ngắp rùi luôn mà ha. Ê, nhỏ kia, mày có tin là tao cho một cái giá không? Nó móc tao hả mày? Gì vậy? Người ta hỏi thăm, quan tâm mà gì còn đòi đánh người ta nữa. Ai kêu? Dì cứ nghĩ ra mấy cái trò chơi xấu người ta làm chi. Bán ế là phải rồi. Khách hàng bây giờ người ta thông minh lắm dì ơi. Người ta không có dễ dụ đâu. Mà nhờ cái vụ đạo nhái của dì á mà quán nhà con kìa, trời, bữa nay đông khách quá trời luôn á dì. Mày có im cái miệng mày lại không? Cái người nghĩ ra cái kế này là mẹ của mày đó. Nói vậy đúng là tao bị bà hại tao lỗ cho một đống. Thôi nha, dì đừng có ăn nói bậy bạ đổ thừa cho mẹ con nha. Lệ, dạ không ai tin gì nữa đâu. Có gì không chị? Không tin tao thì mày về quán cho chị mày đi. Dạ. Rồi biết liền cái gì? Hồi xưa đó dì phụ bên quán dì con kìa, dì cũng cứ lăm lăm hả, ăn cắp công thức của dì con chứ còn gì nữa. Ai rảnh?
Ai mà rảnh mà vu khống mẹ mày? Mày không tin mày về mày hỏi bà đi. Phương. Nè. Thôi con. Dì. Dì à, có khi nào dì bán ế rồi dì đối quan cho mẹ con không? Con sẽ về hỏi mẹ con. Chắc chắn là mẹ con không làm như vậy mà. Thôi được rồi, về quán mình đi. Đi. Ê, ê, con kia, dắt xe về bệnh mày. Để chiếm diện tích. Ngồi yên đó. Sao tự nhiên bữa nay qua đây? Bộ hôm nay con không có lịch quay hả? Dạ, bữa nay thì con được nghỉ. Con phải qua đây để coi coi dì có giữ đúng lời hứa, chịu nghỉ ngơi hay không chứ. Dì biết tự lo cho sức khỏe của mình. Ủa? Dì Lệ, dì về đây rồi hả? Quán ở bển ế quá, nên dì xin về đây làm lại với chị Diệu. Chị thì tốt quá rồi. Dì, có dì ở đây á, dì phải nhớ nhắc dì của con giữ gìn sức khỏe giùm nha. Trời, con yên tâm đi. Chị Diệu mà không chịu nghỉ ngơi á, dì cũng bắt chị Diệu nghỉ nữa đó. Trời. Dạ. Dì. Ừ? Con có tin này quan trọng lắm, con phải cấp báo với dì liền á. Anh hai con sắp đám cưới đúng không? Ủa dì, sao mà con chưa nói mà dì biết hay quá vậy? Trời. Anh hai con gọi điện thoại báo cho dì biết đúng không? Mẹ con mới gọi điện cho dì. Mẹ con nói tối nay dì, mẹ con với anh hai qua nhà chú Quý để bàn chuyện đám cưới. Con thiệt không ngờ luôn á. Vậy là cuối cùng anh hai con cũng phải cưới cái bà chảnh chẻ đó thiệt luôn hả? Biết đâu tại con với chị Tú chưa có tiếp xúc nhiều cho nên chị Tú mới như vậy. Sau này là người nhà, quen thân rồi sẽ hòa đồng hơn. Không dám đâu gì. Tánh của bà đó là vậy rồi đó, đừng hòng mà bà thay đổi. Tại vì không biết á, hồi nãy anh hai rủ bà đi dự ra mắt MV của con. Chị có biết là bà trả lời sao không? Bà nói á, khi nào mà con trở thành ngôi sao hạng A đi, lúc đó thì hãy mời bà. Còn bây giờ hả, không có ai biết con là ai, không có tên tuổi gì hết, đừng có kêu bà đi cho mất công. Vì coi bà nói vậy á, ai mà chịu nổi bà chứ. Thôi, dì sẽ lựa dịp khuyên nhủ chị Tú từ từ. Dì tin chắc là chị Tú không phải là người không biết suy nghĩ đâu. Con á, không có được nóng nảy rồi gây sự với chị Tú nữa. Nếu như có chuyện gì xảy ra thì người khó xử là anh hai của con, biết chưa? Cùng biết rồi. Thì cùng lắm là con sẽ ráng nhịn. Dì, hồi nãy á, con có gọi điện mời dì Thu đi dự họp báo của con. Mà dì Thu nói là dì Thu bận, dì Thu không có đi. Có khi nào á, dì Thu còn giận mẹ con không? Chắc là dì Thu muốn tránh mẹ con với cậu Út con thôi. Chán cậu Út thiệt á. Thích người ta mà không chịu tấn công quyết liệt vô. Bây giờ thử hỏi á, nếu như mà hai người đó đám cưới với nhau, mẹ con đâu có làm được gì đâu, đúng không dì? Cậu Út của con cũng làm nhiều cách rồi đó chứ. Nhưng mà dì nghĩ chắc là do dì Thu. Mấy cái cách mà đeo đuổi người ta của cậu con á hả? Chán phèo. Làm sao dì Thu siêu lòng được chứ. Phải rồi ha. Cứ để cho con đi. Con mà ra tay một cái hả? Đảm bảo thành công luôn á dì. Trời. Sếp. Sếp nhìn gì vậy? Anh muốn coi nơi người mình yêu lớn lên thôi. Cách bài trí rất đơn giản, nhưng cho người ta cảm giác thật ấm cúng. Tất cả là do dì của tôi sắp xếp hết. Mấy cái khoản này chị em tôi dùng về lắm. Có vẻ như em rất thương dì của em hả? Dì tuy không phải là mẹ ruột của tôi, nhưng mà 20 năm qua dì luôn hết lòng yêu thương mấy anh em tôi. Nói vậy 20 năm qua em sống rất hạnh phúc, chưa từng chịu bất kỳ tổn thương nào đúng không? Sếp nói vậy là sao? Tại anh muốn hiểu rõ hơn về người yêu của anh thôi. Ai là người yêu của sếp chứ? Bây giờ thì không phải, nhưng tương lai chắc chắn là sẽ khác. Mà từ nãy giờ anh tới cũng lâu, sao không thấy anh chị em của em đâu vậy? Anh hai với em gái tôi ở với mẹ tôi. Vậy à?
Vậy mà anh tưởng anh chị em của em đều ở đây với dì của em chứ. Sao em không theo họ ở với mẹ mà lại ở với dì? Cái này hình như không có liên quan gì đến công việc hết. Thì đây cũng đâu phải là công ty. Nếu em không thích nói thì thôi. Đây, sếp cứ coi đi. Tôi làm xong rồi nè, sếp coi được chưa? Ok rồi, em gửi cho bên đó đi. Tôi gửi nha. Hay là bây giờ mình đi ăn nha. Mình tới quán phở mời dì của em đi luôn có được không? Tối hôm qua làm cho dì em lo lắng cho em, thật sự anh rất là ngại. Cảm ơn sếp, nhưng mà hôm nay tôi có hẹn rồi. Có thiệt không? Hay là em muốn tránh mặt anh? Vậy thì tôi phải tránh mặt sếp. Vậy thôi, anh về nha. Cái gì vậy? Định làm gì tôi nữa đây? Ở nước ngoài người ta cũng thường hôn tạm biệt mà. Nhưng đây là Việt Nam. Anh chọc một chút thôi, làm gì em nghiêm túc dữ vậy? Khó tính quá, mặt sẽ xuất hiện những nếp nhăn đó. Cảm ơn sếp quan tâm. Về chưa? Anh về. Anh về nha. Phương. Chị Thu ơi, con Phương nè, chị Thu, con đang ở bên nhà cậu Út con nè. Chị Thu nghe nè, nghe cậu con nè. Phương ơi, cậu bị nước tạt vô người, bây giờ cậu bị cảm rồi. Cảm vậy chắc chuyển qua mình chết quá con ơi. Cậu lạnh quá. Ai mà rên dữ vậy con? Chị ơi chị, chị nghe tiếng cậu Út con rên không? Cậu bị bệnh hỏng rài, sốt quá trời luôn mà không chịu đi bệnh viện, cho nên con mới gọi điện thoại cho dì nè. Ổng sao kệ ổng đi, liên quan gì tới dì đâu mà tự nhiên gọi cho dì. Dạ không có được đâu, cậu nói rồi, cậu nói là bây giờ buồn quá rồi, dì Thu mà không qua đây hả, thăm cậu con á hả, là cậu con giận quá, cậu con để vậy cho chết luôn, không muốn sống nữa. Dì ơi, dì làm ơn đi, dì qua đây khuyên cậu con đi dì. Nè nè, chị không tin là con nói hả? Nè nè, con đưa máy nè. Nè, cậu đi bệnh viện đi cậu. Cậu không đi đâu, cậu lạnh lắm. Cậu không đi đâu. Cậu muốn chết. Ổng muốn chết, thì con để cho ổng chết đi. Vậy còn nhiều việc lắm. Vậy nha con. Chị Thu. Cấp máy rồi. Sao bạn có thể hờ hợt với cái chết của cậu như vậy được? Cậu yên tâm đi, cậu cứ tin con. Chắc hôm bữa mình tạt nước ổng. Gì mà cứng đầu vậy không biết nữa. Ôi. Ê, lăn nước nóng nãy giờ cậu muốn sốt thiệt luôn á. Mà sao bả chưa qua nữa? Cậu tin con đi. Theo kinh nghiệm của con á hả, khi mà dì Thu mà nghe cậu rên hừ hừ như vậy á hả, chỉ cần bây giờ cô đếm từ 1 tới 3 là dì Thu xuất hiện liền, cô tin không? Không. Không tin chứ gì? Không. 1. Không có. 2. Vẫn chưa xuất hiện. 3. Ông Phúc ơi. Thấy chưa, tiếng thứ 3 mà. Cất vô. Nè, đang mở cửa. Ông đâu rồi? Nè, cậu nhớ nghe lời con nghe chưa? Nhớ nha, cố lên cậu, cố lên, cố lên. Ông Phúc ơi. Dạ, dì ơi, đợi con một chút. Đây nè, gì cậu nè. Chị Tu ơi, cậu con á, bệnh sốt dữ vậy luôn á, mà nhất quyết á là đợi gì, không có chịu đi bệnh viện. Cậu,
Cậu cái gì trăn trối nói với dì Thu thì nói đi nha. Còn thấy căng lắm rồi đó. Dạ gì, chị ở đây nha. Con ra con nấu cháo cho cậu. 3 ngày nay rồi cậu không có chịu ăn gì hết. Tội nghiệp lắm. Rồi rồi. Bà đâu? Bà tới rồi đó hả? Tôi tưởng bà bỏ tôi luôn rồi chứ. Bệnh sao không chịu đi bệnh viện đi hả? Tôi không đi bệnh viện. Đó, bà thấy tôi nóng chưa? Phỏng tay bà chưa? Có nóng gì đâu. Nóng mà. Có nóng gì đâu. Có nóng đâu. Thì có lúc nóng lúc lạnh chứ. Hồi nãy nóng lắm, bây giờ nó lạnh lắm. Tôi sắp đi rồi. Tôi sắp... Đứng dậy để tôi đưa ông đi bệnh viện. Đi bệnh viện nhanh lên. Nhanh lên. Đi. Tôi không có bà. Tôi sống còn có ý nghĩa gì nữa. Tôi sẽ chết cho bà vừa lòng. Tôi chết cho rồi. Tôi chết. Thà tôi chết chứ tôi không bao giờ tôi đi bệnh viện đâu. Tôi đau quá. Tôi đau quá. Sao tôi nhức đầu quá vậy? Nè nè, đau lắm hả? Đau lắm, nhức đầu lắm. Tôi mệt muốn chết. Nhưng mà tôi thấy chưa có đủ mệt. Tôi thấy đủ lắm mà. Biết sao không? Sao? Mệt là phải dậy nè. Đây nè. Thôi mệt quá. Tôi không thấy đường gì hết. Tôi không thấy gì hết. Tôi không thấy gì hết. Tôi không mệt. Chị mới mệt nè. Chị mới mệt nè. Còn lần sau ha, tôi cho ông nhập viện luôn bây giờ. Lần này là quýnh bằng gói đúng không? Lần sau tôi quýnh bằng guốc. Ông quên biệt danh của tôi rồi hả? Nhớ chứ, Thu Búa. Thu Búa cầu ngang, nhớ chưa? Điệu hồn ông đó. Phương. Hay quá ha. Dạ. Ngùa theo ổng, gạt gì ha. Lần sau mà như vậy dì xử con luôn á. Con xin lỗi dì, lần sau con không dám nữa. Cậu này. Cái gì sao đánh cậu quá vậy mà. Sao tức? Người ta đã tính toán cho rồi mà diễn lố quá, làm sao mà chịu thua tin. Cậu diễn lố nào? Cậu không diễn lố hả? Con kêu cậu là nhẹ nhẹ thôi, nhẹ nhẹ thôi. Cậu làm như là cậu sắp chết tới nơi rồi, làm sao mà chịu thua tin được. Trời ơi, thôi đi bà đạo diễn nha, mai mốt nhẹ nhẹ thì người ta làm hành động vậy. Hồi nãy là con vậy. Con vậy hồi nào? Con vậy. Giãn ra. Giãn gì? Giãn ra mà cậu đập đầu vô tường làm tùm lum hết trơn à. Vậy giãn ra gì? Cậu tưởng là tăng đô lên. Ơi. Ba không ngờ mấy thằng đàn em của ba ra tay nặng dữ hơn. Tôi đã nói ra tôi không còn nhớ gì hết. Dù ông có là má tôi đi nữa, tốt nhất nên dừng lại những trò này đi. Nếu không, đừng có trách tôi. Vậy thì thôi, để ba sẽ đi cùng với con đi tới gặp ông Phát, nói rõ tất cả thân phận của con. Đứng lại. Bây giờ thì nhận ra ba và những chuyện quá khứ rồi đúng không? Dạ, chào chị. Chào em. Chào cô. Chào chị. Cái thằng Kiệt này kêu xe gì mà lâu quá vậy không biết nữa. Hay là ra quán cà phê đi, tôi muốn nói chuyện với bạn chút. Bàn xong xuôi hết rồi, có gì đâu mà ra quán cà phê bàn chi nữa. Nhờ tôi tới nói chuyện với đàn gái cho đã. Bây giờ mọi chuyện xong rồi, không lẽ mời tôi một ly cà phê để cảm ơn cô không được sao? Mới giúp có một chút thôi mà bà kể công vậy đó hả? Bây giờ bà muốn nói gì thì nói đi.
Hồi nãy tôi có góp ý về chuyện tổ chức đám cưới. Những khoản nào không cần thiết thì cứ cắt bỏ, miễn là vẫn đầy đủ lễ nghi, trang trọng là được. Chứ tính sơ sơ đã hơn 1 tỷ rồi con. Dì biết hiện tại con không có đủ số tiền như vậy. Đừng có gì sĩ diện nhất thời rồi lại đi vay mượn. Nè, mẹ con tôi lo được, bà không cần phải bận tâm ha. Nhà người ta giàu có như vậy mà bây giờ tánh con Tú á, thì làm sao mà nó chịu cách đơn giản như vậy được. Chẳng lẽ bây giờ để ông Quý ông lo hết à? Rồi tự nhiên bên đó người ta nghĩ là thằng Kiệt nó lợi dụng rồi sao? Nè, con á nha, con nghĩ lâu dài, chứ bây giờ đừng có nghe theo lời của bà. Cái gì lâu dài mà bà nói? Chính là bỏ con tép bắt con tôm. Bà muốn thằng Kiệt sau này có cả gia sản của nhà vợ chứ gì? Ừ, thì có sao đâu. Kiệt, từ nhỏ chị đã nói với con, tài sản là phải do tự công sức mình làm ra. Đừng bao giờ dựa dẫm hoặc lợi dụng người khác. Tham thì thâm, con không nhớ hả? Thì sau này về, tôi cũng góp công góp sức để phát triển công ty nhà vợ, chứ có phải ngồi không hưởng đâu. Nhưng tại sao con không tự mình cố gắng rồi lập công ty riêng? Vì cái gia sản có sẵn đó mà con không dám làm mít lòng con Tú. Cái gì con cũng nghe theo lời của nó. Ngay cả việc ở rể con không muốn, nhưng mà con vẫn phải nhờ dì nói giúp. Kiệt à, dì không muốn thấy con vì lòng tham mà đánh mất chính mình, trở thành một người hèn nhát như vậy. Chuyện của tôi á, không cần bà lo đâu. Tốt nhất á, là con đừng có nghe cái loại người này làm gì hết á. Bả lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng muốn các con đi theo ý của bả hết á. Nè, bà tự coi lại bản thân của bà đi. Bà đi gần hết đời người rồi mà chẳng được cái gì, chỉ có một cái quán phở nhỏ xíu thôi à. Bà lấy tư cách gì mà bà dạy nó hả? Cũng hên á, hên là tôi về kịp. Nếu không á, để tụi nó cứ đi theo bà như vậy, rồi sau này á, cũng chỉ là những đứa làm công tầm thường cho người ta, không tiền bạc, không địa vị. Dì không có ý áp đặt gì con hết. Dì chỉ muốn con suy nghĩ đúng đắn rồi tự mình vươn lên. Tôi lớn rồi, không phải con nít, tôi tự biết mình phải làm gì mà. Nè, tụi nó là con tôi chứ không phải là con của bà. Bà nên nhớ rõ điều đó nghe chưa? Tôi đã nói, con bà thì mãi mãi vẫn là con bà. Đương nhiên. Tôi chỉ muốn tụi nó được tốt thôi. Bà nên thấy hậu quả của quán phở bà Thắm mà bà rút kinh nghiệm đi. Cái gì vậy? Chiêu trò gian dối của bà không bao giờ có kết quả tốt đâu. Bà nói cái gì vậy hả? Nè, quán con Thắm liên quan gì tới tôi hả? Chính bà Thắm khi bực tức nói với con Phương là bà bày cho bà Thắm làm bản hiệu nhái. Dù con Phương nó không tin, nó cho rằng bà Thắm vu oan cho bà, nhưng tôi biết bà Thắm bà nói thiệt. Bà tính lợi dụng bà Thắm để hại quán phở của tôi, đúng không? Nè, bà đó nha, bà đừng có vu khống cho tôi như vậy nha. Tôi đã nói là tôi không có liên quan gì hết mà. Nè, nếu như bà còn bày trò gây mâu thuẫn với mẹ con tôi nha, tôi sẽ không tha cho bà đâu. Đi về con. Bên mình đã hoàn tất thủ tục để khởi kiện anh Toàn lên tòa án rồi. Nếu anh Toàn có khả năng bồi hoàn số tiền đó thì bên mình có thể hòa giải ngoài tòa. Tôi nghĩ khó có khả năng đó, vì ngay đâu ông chơi chứng khoán thua lỗ rất là nhiều. Tất cả phải căn cứ vào pháp luật, như vậy mới đủ răn đe vậy sao? Dạ. Dạ. Quân, còn vụ resort đã lạc tới đâu rồi? Dạ, con đây cho người tiến hành đàm phán với người dân ở ngoài đó. Đừng để quá lâu, ngoại muốn trong vòng 1 tháng phải có kết quả. Dạ, con biết rồi. Ngoài việc của cậu Toàn, tôi cũng lưu ý các anh chị, từ đây đến cuối năm công ty sẽ có đợt đánh giá lại các đương sự cấp cao. Ai không đạt nhu cầu sẽ bị đình chức, giám chức. Đặc biệt là con, trong 3 phó tổng đương nhiệm, con là người trẻ nhất, còn ít kinh nghiệm lẫn thành tích. Dạ, con sẽ cố gắng. Xin chào mọi người. Lâu quá không gặp sếp Hải. Cười mà sao không tươi gì hết vậy? Bộ không vui khi gặp lại tôi sao? Làm gì có chuyện đó. Bộ chị tưởng tôi biến mất rồi à? Hải cũng tới rồi. Còn một việc nữa, tôi muốn thông báo với mọi người, Sunshine cũng chính thức đi vào hoạt động. Tôi sẽ bổ nhiệm Hải sẽ làm giám đốc của Sunshine.
Em đang làm việc hả? À, dạ, chào sếp Hải. Cách sáu quá. Sếp vừa mới đi họp rồi ạ. À, anh biết. Anh đâu kiếm nó làm gì đâu. Thì nói chung anh cũng từ phòng họp ra đó. Dạ. Chắc em cũng nghe về Sunshine chứ gì? Dạ, là công ty con sắp thành lập. Anh vừa mới được bổ nhiệm là giám đốc của Sunshine, đang chiêu mộ nhân tài. Nếu như em có hứng thú, về bên đó làm với anh đi. Anh sẽ trả lương cho em gấp đôi bây giờ. Còn cơ hội thăng tiến á hả? Không có kém gì cái công việc hiện tại của em đâu. Dạ, em cảm ơn sếp. Em nghĩ là em đã hài lòng với công việc hiện tại rồi. Khổ em ghê á. Thông minh, có kiến thức mà không chịu nhìn xa gì hết trơn á. Chủ tịch bây giờ sắp về hưu rồi, thằng Quân chưa chắc đã là người thay thế đâu. Hả? Dạ. Cậu Hải, cậu lại định chiêu dụ nhân viên của con nữa hả? Vũ đó mà Vũ. Thì Sunshine cũng là công ty con trực thuộc tập đoàn, có đúng không? Cậu chỉ tìm những người phù hợp thôi. Nè, nếu đổi ý alo cho anh nghe. Anh về à? Bye bye. Gì vậy? Đụng nhẹ xíu làm gì đau dữ mày? Không sao. Tại vì con có xích mích với vài người, cho nên bị người ta đánh vằn mặt thôi. Vậy hả? Vậy nên cẩn thận nghe. Chứ cậu thấy ấn đường của con dạo này nó đen dữ lắm á. Cảm ơn cậu đã quan tâm cho con. Vậy à? Sếp sao rồi? Sếp ổn không? Tôi không sao đâu. Mà sếp, sếp Hải được bổ nhiệm và làm cho Sunshine thiệt hả sếp? Có thể đây là bước đệm của chủ tịch, để sếp Hải có thể trở về tập đoàn. Tôi thấy sếp Hải không thích sếp. Nếu không có tôi xuất hiện, chức chủ tịch của tập đoàn này chắc chắn là của cậu Hải rồi. Ai mà thích kẻ ngán đường mình bao giờ, dù là người thân ruột thịt. Nếu như cậu Hải mà làm chủ tịch, có khi tôi phải về vườn trồng rau nuôi cá rồi. Trời. Sao? Em có muốn qua đó để có tương lai hơn không? Tôi sẽ chuyển em qua đó. Trời đất ơi, sếp còn giỡn được nữa hả? Tại sao lại không giỡn được? Hay là em đang lo cho tôi? Đâu có. Tôi chỉ đặt mình vào vị trí nhân viên của công ty, thì quan tâm một chút tới vấn đề lãnh đạo thôi. Tới giờ về rồi, tôi xin phép. À, tôi quên. Bữa nay em xin nghỉ buổi chiều. Dạ, nhà tôi có việc. Lên xe đi. Ủa, sắp đi đâu hả? Giờ này có bắt xe lắm. Em muốn đi đâu tôi chở em đi. Cũng được, làm phiền sếp. Bây giờ em về nhà hay là đi đâu? Sếp chở giùm tôi tới khách sạn New Star được không? Em gái tôi đang họp báo ở đó. Họp báo? Ừ. Em gái tôi hôm nay ra mắt MV mới. Vậy anh có thể tới dự luôn không? Rất tiếc, mình cũng không thân tới mức đó đâu hả? Em đúng là vô tình. Anh bỏ cả công việc để làm tài xế cho em.
Chắc là sếp hay dùng chiêu này với mấy cô gái lắm đúng không? Không, em là người đầu tiên khiến tôi phải bỏ dở công việc như vậy. Vậy mà em cũng không cảm động được. Tôi đâu có biết là sếp nói thật hay không mà tôi cảm động. Không sao, anh sẽ không nản lòng đâu. Càng đốt cháy giai đoạn thì cảm xúc càng nhanh hết. Tình yêu mà đi càng chậm thì càng sâu đậm. Anh nói có đúng không? Là sếp nói chứ không phải tôi. Bây giờ cả nhà chia vui với con nha. Tới bây giờ cảm giác của cậu vẫn còn lưng 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 lưng. Trời ơi, sao con có thể làm một cái MV xuất sắc. Công nhận con đẹp quá đẹp luôn. Thiệt hả cậu? Ừ? Kỹ xảo bây giờ người ta quay đẹp vậy đó cậu. Ồ. Người ta quay đẹp vậy mới tốn của mẹ con 3 tỷ lần đó. Ồ. Nè, không có nhiều người dám làm MV 3D đâu. Ừ. Bởi vậy kỳ này tôi đảm bảo con Phương nó sẽ nổi đình nổi đám luôn. Dù sao thì cũng phải nhờ chị Rosa hết trơn á. Bà cũng có công lớn trong chuyện này. Bà đã kéo con Phương ra khỏi quán phở. Thiệt, công nhận bà về khác liền à. Con Phương thì sắp trở thành ngôi sao. Thằng Kiệt thì cưới vợ đại gia. Còn con Thư nè, cũng cua được đại gia chứ bộ. Đâu có bèo nhèo như hồi đó đâu. Dì, dì nói vậy, dì con buồn á. Dì con từ đó tới giờ cũng lo cho tụi con lắm chú bộ. Nếu như không có gì của con thì tụi con không có được như ngày hôm nay đâu. Với lại chuyện con cua đại gia hồi lúc nào? Dì đừng có nói như có chuyện không có như vậy. Nè, tôi nói là tụi nó binh bả liền hả? Thôi. Nè, còn cái vụ đại gia, ai dám nói là dì bịa chuyện? Hồi nãy dì thấy cái thằng nào đó nhìn là biết dân có tiền liền hả? Hồi nãy nó đưa con tới đây đúng không? Đó là sếp của con thôi. Sếp hả? Sếp gì mà ân cần chu đáo nhân viên dữ vậy? Con làm như gì khờ lắm vậy? Chị ba, thì không vậy? Bộ hai người công khai tình cảm với nhau rồi hả? Vậy mà không chịu kể cho em nghe gì hết trơn à? Không phải. Ủa con? Dạ. Con có bạn trai thiệt hả? Dạ không phải đâu mẹ. Chỉ là sếp cho con quá gian xe thôi. Chị ba xạo thì có. Em biết là chị ba thích cái anh đó rồi đúng không vậy? Nếu không thích người ta, dễ giàu gì hả mà chị ba của em để cho người ta chở chứ. Phương. Dì, hôm trước á hình như cái anh đó cũng chở chị ba con về nhà gặp dì đúng không? Dì kể con nghe đi, anh đó có đẹp trai không vậy? Bữa đó dì chỉ nói chuyện có chút xíu à. Dì thấy cũng đẹp trai, lịch sự, cách nói chuyện cũng được lắm. Chị, vậy là dì chấm qua dòng gửi xe rồi đó nha. Còn chờ gì nữa, tiến tới mau lên cho em gặp mặt đi. Không có mà. À Thư nè, hay là bữa nào con mời cậu đó qua bên nhà ăn cơm được không? Mẹ, mẹ đừng có nghe con Phương nó nói bậy. Con với sếp con không có chuyện gì đâu. Con nhỏ này tối ngày nói chuyện tào lao không à? Gọi món đi kìa. Hả? Trời, chết rồi. Nãy giờ em quên. Sao mà lâu quá vậy? Cả nhà đợi con chút xíu nha. Để con ra ngoài con hối nhân viên nhà hàng cái. Dì nghe bà Tuyết nói đám cưới của con đại khách sạn 5 sao luôn đúng không? Công nhận con lấy vợ đại gia có khác. Sang dễ sợ. Rồi cưới xong hai vợ chồng con ở đâu? Dạ, tụi con tạm thời ở nhà của con. Tụi con chờ xây xong nhà riêng rồi tụi con sẽ ở riêng. Nên vậy nha. Hai đứa con nên ở riêng đi, chứ ở chung không ai chịu nổi đâu. Một mình con chịu đựng được, còn ở chung gia đình này chắc nguyên gia đình lên huyết áp hết. Ê, nói gì vậy? Trời ơi, tối ngày ăn nói vậy á. Bởi sao không có chuyện được hả? Ủa thì em nói thiệt thôi mà. Cái gì? Em thì không thích nịnh bợ này nọ, có làm sao em nói vậy? Thôi nín à. Nói vậy là ý gì hả? Thì có sao em... Cậu Út, mọi người đang vui vẻ mà. Cậu đang vui, mà cậu đang tươi. Tại mẹ con chứ ai? Cậu Phúc à, dù sao bây giờ con Tú cũng sắp là dâu ở trong nhà rồi.
Em cũng đừng có gay gắt với nó quá, thằng Kiệt nó khó xử. Chị yên tâm đi, nó đâu có thích ăn cơm chung với nhiều người. Với lại chắc con Tú không có cơ hội gặp em nhiều đâu. Em nè, thiệt à? Cục cưng à, à, anh nhớ em quá trời luôn. Em chuẩn bị xong hết chưa? Ông làm cái gì vậy hả? Em nói gì vậy? Nè, ông làm ơn em đi xích ra ngoài kia. Ông mà sắp sắp lại gần tôi đánh lắm. Bây giờ ở đây đâu có phóng viên đâu mà em ngại. Chỉ có mình anh nói là cho anh không biết. Nè, ông đừng có biến thái nữa chứ. Tránh tôi ra. Biến thái gì mà biến thái, anh thương em à. Tôi la lên bây giờ. Em bói cho anh không biết thái mà. Bói người ta. Em ông buông ra. Nè chuyện gì vậy hả? Thì anh chuyện gì vậy? Cái ông dê sòm biến thái này, ông cứ dê con hoài à gì? Anh chỉ dê tôi chứ anh có biến thái đâu mà em la lớn như vậy. Ông thôi đi, ông là đồ biến thái, người ta chửi hoài mà còn không bỏ nữa. Em mà nói nặng lời nữa là anh giận thiệt đó nha. Ủa vậy là sao anh Tuấn? Cô này là bầu nhí của anh, tụi anh quen lâu lắm rồi. Thu nè, để tình anh em đừng cho bà biết, thì anh sẽ chiếu cố chuyện làm ăn của em nha. Ông nói bậy bạ cái gì vậy hả? Em vậy con là bồ nhí của ông Tuấn hả? Không phải gì, cái ông này ăn nói bậy bạ, con làm gì mà quen với ông. Em yên tâm đi, em biết không, Thu á là bạn thân của anh, em đừng có lo gì hết á. Ông thôi đi nha. Nè Thu à, em biết không, tụi anh hẹn hò lâu lắm rồi, 2 ngày nữa là tụi anh đi du lịch châu Âu đó. Ông mà nói bậy nữa hả? Bậy đâu mà bậy. Tôi la lớn lên, tôi kiện ông bây giờ đó. Ông có tin hay không? Em sao vậy? Hồi nãy em còn nhắn tin cho anh nè, nhắn tin rất là tình cảm. Em nói là khi nào mình qua châu Âu á, mình sẽ mướn khách sạn nào có view đẹp đẹp, rồi mình ngắm cảnh cho nó đẹp. Giờ em nói gì kỳ vậy Phương? Ông ăn nói cái gì đi khùng vậy hả? Ý anh nói là nhắn tin hả? Ừ, Phương nhắn tin cho anh mà. Anh đưa máy cho em coi coi. Đây nè, nói á là cái gì cũng phải có bằng chứng. Nè em coi nè. Đó, thấy chưa, em nhìn kỹ đi. Mới nhắn tin cho anh rõ ràng nè. Anh ơi, nhớ tìm khách sạn có cái view nào đẹp đẹp. Trời ơi, em sao vậy Phương? Anh đã chịu em lắm rồi nha. Sức chịu đựng của đàn ông có hạn đó, anh nói thiệt đó. Có phải con nhắn tin cho ổng không? Gì à, chắc chắn là không phải con rồi. Dì nhìn kỹ đi, đâu phải là số điện thoại của con đâu đúng không? Em nói gì kỳ vậy? Hả? Đi với gì? Cái điện thoại trả lại cho tôi. Ủa? Gì vậy con? Mẹ Thu, mẹ coi nè. Ủa bà Thu, tôi tưởng bà không tới chứ. Tôi không phải tới đây ăn tiệc. Nè, có phải một trong hai bà giả làm con Phương nhắn tin lừa tiền của anh Tuấn không? Bây giờ ba mặc một lời nè. Có phải là bà không? Hèn chi cái hôm bữa gặp ở Vũng Tàu, nó đánh nó đá tôi như là con không đẻ ha. Làm như nó không biết tôi là ai hết á. Tôi sẽ xử đẹp bà nha, bà hại tôi. Không có, anh bình tĩnh đi. Bình tĩnh gì? Không phải tôi, tại con Phương nó không chịu anh. Mà nó thì không có tiền làm MV, cho nên bà Tuyết bà mới nghĩ ra cách kêu tôi hợp tác với bà. Nè, ông muốn xử thì ông xử bà đi. Trời ơi, cái gì vậy? Mẹ, tiền làm MV của con là tiền mẹ trúng số mà, đúng không mẹ? Đâu có phải là kỳ cục như ông này nói. Ông nói là ông chuyển tiền vô tài khoản của mẹ. Mẹ con á, gạt con thôi. Tờ giấy số đó hả, là mẹ con làm giả đó. Tại mẹ con sợ con á hả, không đồng ý nhận tiền của ông Tuấn, cho nên mẹ con mới làm như vậy. Mẹ quá đáng lắm, con không ngờ mẹ gạt con hết lần này đến lần khác. Con thật sự thất vọng về mẹ. Con à, mẹ chỉ vì tương lai của con thôi mà Phương. Con nghe lời mẹ đi. Con không muốn nghe mẹ nói nữa. Bây giờ chuyện gia đình mấy người tự giải quyết đi nha. Còn tiền tôi chuyển cho bà từ trước tới nay tổng cộng là 3 tỷ rồi. Bây giờ giải quyết liền cho tôi. Nếu không, tôi cho mấy người cái miệng máu không á. Mấy người đừng có giỡn mặt với tôi nha. Trời đất ơi, 3 tỷ tiền đâu mà trả đây? Bây giờ tôi không cần biết, mấy người trả lại tiền cho tôi. Nè, tôi nói cho ông biết nha, cái tiền này á là do ông tự chuyển nha. Tôi đâu có ép buộc gì ông đâu, đúng không? Bà, còn bây giờ á, dù ông á, ông có thưa ra tòa chưa chắc gì ông thắng kiện. Ông còn bị thiên hạ cười là dại gái nữa đó. À, chưa kể cái bà vợ chằn của ông mà biết ông lấy tiền bao gái, bà sẽ xử ông ra sao hả? 3 tỷ của ông không đáng bao nhiêu hết. Tôi nghĩ ông nên phân biệt cái nào nặng cái nào nhẹ đi nha. Bà, đúng là một đám lừa đảo. Tôi sẽ không để yên cho mấy người đâu nha. Chú à, chú bình tĩnh đi.
Tiền này nhà con thiếu chú, nhà con sẽ trả. Mẹ, tiền này mẹ gạt người ta, mẹ đâu thể nào mà nói ngang ngược như vậy. Dù không có tiền thì cũng phải trả, vay mượn để trả. Bà đâu có thể uy hiếp để cướp tiền của người ta. Nè, bà im đi nha, tôi đang tìm cách giải quyết, tự nhiên bà xí vô làm chi vậy? Mẹ à, để tụi con nói chuyện với chú. Chú à, bây giờ nhà tôi đang căng thẳng, hay là chú tạm thời về trước đi, để nhà tôi bàn bạc lại rồi sẽ gặp chú nói chuyện đàng hoàng sau. Tôi xin hứa sẽ trả đủ cho chú mà. Anh Tuấn, anh thông cảm về trước đi. Em đảm bảo với anh là nhà con Phương sẽ trả đủ cho anh mà. Thôi được rồi, sáng ngày mai phải có câu trả lời cho tôi, biết chưa? Anh Tuấn cứ yên tâm. Ừ. Con, mẹ xin lỗi con. Mẹ chỉ vì con thôi mà, con đừng có giận mẹ nha. Mẹ xin lỗi con mà, nha con. Con mà biết trước mẹ gạt con như vậy, con thà là không cần làm MV. Bây giờ con sẽ về dọn đồ, con về nhà ở với dì con. Con không muốn bị mẹ gạt hết lần này đến lần khác nữa. Phương à. Phương, Phương. Nè Kiệt, Thư, tụi con sao vậy? Mẹ lo cho tụi con mà bây giờ đứa nào cũng chống đối mẹ như vậy là sao hả? Bà đã làm sai rồi, còn trách tụi nó nữa. Bà im đi nha, con của tôi, bà không có quyền xen vô. Chuyện của con Phương, sở dĩ lâu nay tôi không xen vô vì tôi nghĩ bà lanh lợi sẽ giúp được cho nó. Nhưng bây giờ bà dối gạt, bày đủ chiêu trò, tôi không thể không lên tiếng. Nè, bà đừng có hòng lôi kéo con Phương theo bà nữa. Bà, tụi nhỏ cho tôi sinh ra, chẳng lẽ bây giờ tôi hại tụi nó? Chỉ có bà thôi, bà mới thừa nước đục thả câu, mưu đồ cướp con của tôi, có đúng không? Thôi, hai chị đừng có cãi nữa. Chuyện trước mắt là phải tìm cách giải quyết số tiền 3 tỷ trong Tuấn kìa. Đúng rồi đó, nếu không ông xà lục rừng, ông kêu giang hồ tới xử tụi mình hết bây giờ đó. Bà còn nói nữa. Nè Phương. Kìa Phương, con nghe mẹ nói nè, mẹ xin lỗi con đừng bỏ đi mà. Mẹ xin con đó. Mẹ, từ nhỏ tới lớn con ghét nhất là người ta gạt con. Không có. Nhưng mà con không ngờ mẹ gạt con, mẹ gạt con hết lần này đến lần khác. Không có phải mà, mẹ không có gạt con, mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. Cái người gạt con nhiều nhất chính là bà Diệu con à. Trời ơi, bà chỉ giả nhân giả nghĩa vậy thôi. Còn có biết bà đã phá nát gia đình của chúng ta như thế nào không? Chuyện lúc xưa con không cần biết, con chỉ biết một điều là từ nhỏ tới lớn dì lúc nào cũng dạy con điều hay lẽ phải, chị chưa bao giờ gạt con. Con ơi, mẹ xin con mà. Mẹ buông ra, kêu em ở lại đi con. Phương à, mẹ là người sinh ra em, mẹ lo cho em thôi. Em bỏ qua cho mẹ đi. Kỳ Thư, Thư ơi, Thư, con khuyên con Phương một tí giùm mẹ đi con. Nói nó đừng bỏ mẹ đi mà, nói giùm mẹ đi con. Nó nhờ con đến đây dọn đồ phụ cho nó. Mẹ, con thật sự rất thương mẹ. Con đã rất cố gắng để hiểu mẹ, để thông cảm cho mẹ. Nhưng bây giờ con không làm được nữa rồi. Đi. Thư, Phương, Thư ơi, đừng bỏ mẹ mà. Kiệt ơi, con kêu hai đứa nó quay lại cho mẹ đi. Kiệt ơi. Mẹ. Phương à, Thư à. Thôi, Thư. Cứ để thời gian cho tụi nó bình tĩnh lại rồi từ từ nói chuyện với tụi nó sau mẹ. Em bình tĩnh đi.